Ngày 25 tháng 6 năm 2011, tôi và một số Phật tử đến tham dự Pháp hội siêu độ nơi chùa Thúy Phong, núi Kiểu Hoa để cầu siêu cho tất cả chúng sinh tử nạn vì chiến tranh, thiên tai, họa ương. Lúc mọi người rời sư tử hóng đường thì bỗng nghe một pháp hiệu kể: hôm nay có người đem cặp rùa già mới mua tới chùa phóng sinh. Nghe nói hai cụ rùa này sống đã mấy trăm năm, hiện đang để tại điện Địa Tạng. Chúng tôi rủ nhau cùng đến thăm. Thế là mọi người đồng tiến đến điện Địa Tạng. Thấy hai con rùa này dài khoảng 70cm, nặng độ mấy mươi ký, đang nằm yên trên đất. Mọi người đồng niệm quy y cho chúng ba lần, rồi bảo: hai vị cần sám hối, cải ác hướng thiện, ráng tu hành cho tốt, thành tâm phát nguyện, tương lai mình lìa khổ được vui, xả bỏ thân xúc sinh, sinh sang Tây Phương Cực Lạc, thoát khổ luân hồi lục đạo. Một vị reo lên: mọi người xem, rùa gật đầu kia. Ai nấy nhìn theo, thấy con rùa to nhất nãy giờ đang rụt đầu trong vỏ, giờ thò đầu ra, liên tục gật đầu trước Phật, giống như đảnh lễ, và cũng tỏ thái độ như thể là nó nghe và hiểu thấu những gì mọi người nói. Quả Tịnh cũng từ Tứ Xuyên đến tham gia pháp hội, sẵn dịp cô kể cho mọi người nghe nhân quả của hai con rùa này. Con rùa to nhất là rùa đực, đời trước vốn là một người tu hành và một kiếp ở Ấn Độ. Nó vốn là người xuất gia nhưng chỉ biết tu phúc tạo thiện, tính rất ưa phóng sinh nên đã phóng thích vô số sinh mệnh, tích lũy được nhiều phước báu. Nhưng do chẳng minh bạch là tu hành phải có chí cầu thoát ly sinh tử, nó chỉ thiên về tu phúc không tu huệ, nên nội tâm còn đầy tham sân si phiền não. Kết quả nó vô phương giải thoát sinh tử. Sang đời sau, nhờ phúc thiện từng tạo nên nó xin làm phú ông, lại sống si mê, buông mình thụ hưởng, hoàn toàn quên mất chuyện tu hành, chọn đời chỉ biết tận tình thọ hưởng thụ ngũ dục. Đời sau nữa, nó sinh ra làm gã lái thuyền đưa người sang sông, bị tham sân sai xử nên thấy sắc tài là mê đắm, lý trí bị che mờ. Nó chiêu mộ nhiều tên lưu manh cùng xúm nhau làm ác, hễ thấy khách có mang thêm nhiều tiền bạc hành lý thì chờ khi thuyền đến giữa dòng ra tay đoạt hết của, xô người xuống sông làm cho họ chết chìm. Còn hễ thấy gái đẹp thì chúng liền bỏ thuốc cho các nàng mê man rồi cưỡng hiếp, sau đó đem nạn nhân bán cho kỹ viện lấy tiền tiêu xài. Do trong quá khứ ông rùa này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên, đúng ra là tội nặng phải đọa địa ngục, nhưng nhờ xưa có tạo phúc, quả lành hưởng chưa hết nên sau khi chết rồi hắn chỉ đầu thai vào cõi thú xin làm rùa đen. Hắn được trường thọ là nhờ quá khứ đã phóng sinh vô số loài, hồng phúc còn nên tiếp tục hưởng. Chỉ đáng tiếc do ngu tham sân mà hành sự điên đảo nên giờ mang thân xúc sinh chỉ hưởng được phúc trường thọ mà thôi. Còn con rùa nhỏ hơn nằm bên cạnh chính là vợ hắn. Trong các kiếp trước, do có chồng làm ác, vợ cũng tùy hỷ hân hoan tiêu thụ tiền bất chánh, cùng vui vẻ hưởng thụ với nhau, chẳng hề biết ngán cảnh mà luôn a du tán thán việc ác chồng làm. Do cộng nghiệp đó mà cũng đồng sinh vào cõi thú, cùng sống bên nhau. Nhân quả không mảy may sai lệch. Hôm nay người cứu chúng thoát khỏi tay đồ tể đem đến đây phóng sinh, chính là trong kiếp trước được chúng phóng sinh, hiện giờ chúng đến đạo tràng Địa Tạng Vương này, được nghe Phật lý và nguyên nhân đọa lạc của mình. Chúng đã nhớ lại các sự tình, hiện đang xa nước mắt, khóc lóc sám hối các tội trong quá khứ. Rõ ràng là cặp rùa đang khóc, dĩ nhiên là tôi nhìn thấy. Tôi còn cúi thật thấp để quan sát cho rõ hơn. Chính xác là cặp rùa không ngừng rơi lệ, mắt chúng nhạt nhòa nước mắt, ướt đẫm. Có một pháp hiểu nghi ngờ hỏi: nghe khoa học nói, rùa biển và rùa nước có thể khóc, vừa để đào thải muối ra, vừa giúp làm cho mắt tươi nhuận, có phải không? Quả Tịnh nói: đúng vậy, nhưng hiện thời chúng khóc không phải vì tình huống này đâu. Chúng khóc là do quá xúc động. Bởi tôi nhìn thấy nơi ánh mắt của con rùa đang hiển lộ nét sầu thảm ảo não, nhìn giống như cặp vợ chồng cổ trang thời xưa. Quả thật
là chúng đang buồn rầu khóc lóc. Hiện tại không những chúng hối hận các lỗi đã tạo trong quá khứ, mà còn nhớ đến những con cháu quyến thuộc đang bị ly tán. Té ra là vậy, mọi người xúm nhau an ủi cặp rùa. Bỗng Quả Tịnh bảo tôi, lão rùa có chuyện muốn nói. Nó hỏi, các vị đều khuyên nó nguyện cầu tương lai vãng sinh cực lạc thế giới, nhưng trước đây nó chưa từng nghe qua tên địa phương này. Nó muốn biết vùng này là thế nào, đến đó có tốt không? Quả Tịnh bảo tôi, muội không rành giảng kinh, xin huynh vui lòng giảng Phật Pháp cho chúng hiểu rõ dùm. Tôi bèn giảng đại ý Phật thuyết A-di-đà kinh cho chúng nghe, rồi nương theo đó giải thích Tây phương Tịnh độ là nơi chư thượng thiện nhân đồng cư, thọ mệnh vô tận, cảnh giới trang nghiêm, tu hành bất thoái, nhất định sẽ đạt Phật quả thù thắng. Hai con rùa chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu. Chiều ngày 26, pháp hội kết thúc, chúng tôi bình định từ biệt tự viện. Chuyện cặp rùa khiến mọi người xôn xao xúc động, vì thấy tam giới như nhà lửa, luân hồi là khổ, thân người là quý báu. Nếu phiền não không trừ, nhất định phải lưu chuyển sinh vào cõi thấp kém. Do vậy mà tất cả cùng nguyện, đời này không lưu luyến ta bà, cầu xin Tịnh độ, vĩnh biệt sinh tử. Tất cả chúng sinh đều có đủ Phật tính, nhưng vì vô minh che bản tâm, xin khuyên mọi người chớ để thời gian trôi qua uổng phí, hãy tinh tấn tu cho giải thoát để xuất ly sinh tử. Nguyện tất cả chúng sinh đều tinh thọ Phật Pháp, biết trân quý sinh mạng, đoạn trừ sát sinh, dứt ác hành thiện, đồng ngộ Phật lý, cùng tu tinh tấn để sớm chứng Bồ Đề. Quả trụ. Báo ứng hiện đời, hậu thân Lý Bạch. Ngày 28 tháng 9, nữ sĩ Hoàng Minh, nhà thôi miên chứ danh từ New York đến Los Angeles để thuyết giảng, có mời tôi tham dự. Tôi nghĩ đây là hoạt động ý nghĩa, liền nhận lời đến phụ diễn thuyết. Chuyện thôi miên tiền kiếp, hậu kiếp, có lẽ bạn vừa nghe qua cảm thấy rất khó tin. Đây là chuyện bình thường, bởi vì hồi xưa tôi cũng vậy. Thế nên bây giờ, khi nghe kể những câu chuyện mang đầy tính chất mơ hồ, xa xôi này, mà nếu bạn bực bội, không kìm được, muốn mắng tôi mấy câu, thì cứ việc. Còn như muốn cầm dao, thì xin hãy lưu tình. Vì khi bạn muốn thể hiện sự bất mãn, hay muốn chút cơn giận đang bộc phát, thì tôi không thể phản đối. Bởi chính tôi, lần đầu tiếp xúc với thôi miên, quả thật cũng rất khó mà tin, nên tôi thông cảm cho sự bất bình của tất cả. Trải qua kinh nghiệm thôi miên rồi, tôi nhận ra thiên hạ vốn một nhà và xúc động làm bài thơ. Trải qua bao kiếp luân hồi, tử sinh sinh tử nhiều đời đến nay, đã làm vương tướng quyền đầy, tần vì cứu nước phơi thay chiến trường. Mẹ cha huynh đệ khắp phương, cháu con tiếp nối chưa ngưng bao giờ. Nhìn quanh phát hiện một nhà, luân hồi nhiều kiếp rụt rà hóa xa. Ngẫm ra người cũng như ta, từng là quyến thuộc nên hòa với nhau. Dù cho da có khác màu, cũng đồng máu đỏ tình thâm cao vời. Sống cần bác ái với đời, yêu thương trải khắp ban vui xóa buồn. Sau khi tôi tiếp nhận thôi miên, tận mắt chứng kiến bao cuộc luân hồi chuyển thế của mình rồi, thì quan niệm của tôi đã thay đổi hẳn. Hồi xưa tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, đâu dễ dàng tán đồng. Chịu đi tuyên dương thuyết chuyển thế luân hồi nguyên nhân bắt nguồn từ đây. Cô em từ trên trời rơi xuống. Tháng 9 năm 2006, một chiều nọ, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại bên Đài Loan gọi qua, là một nữ sĩ xa lạ, chẳng hề quen, nhưng cùng trò chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều. Mới đầu tôi ngạc nhiên nói, tại sao cô biết tôi? Nói cô thấy tên tôi trên Facebook, sau đó cô thường gọi điện, gửi biểu phẩm, tôi cũng lịch sự đáp lễ. Có lần cô nói, ông chắc chắn là người anh tiền kiếp của tôi. Mới đầu tôi hoàn toàn chẳng tin. Để thuyết phục, cô kể ra câu chuyện ly kỳ của mình và tặng tôi hai cuốn sách nói về kiếp trước, đời này của các nhà thôi miên chứ danh Đài Loan. Cô tên Tiết Noãn Thù,
Noãn Thù có nghĩa là ấm áp, tốt đẹp. Từng qua Mỹ du học 8 năm, sau khi thành tài thì về Đài Loan. Tình cờ khi em trai cô xem phim Thái Bình Thiên Quốc thì không hiểu sao cô bật khóc thống thiết, lệ tuôn như mưa. Người nhà cảm thấy kinh ngạc nên không cho cô xem nữa. Nhưng cô nhất định đòi xem, vừa coi vừa khóc mùi mẫn. Còn khi xem các tiết mục khác thì cô tỉnh bơ, tỏ ra rất bình thường. Gia đình cảm thấy lạ lùng, bèn dẫn cô đi khám thần kinh. Nhưng bác sĩ nói cô tất cả đều ổn. Cuối cùng người thân nhớ đến thầy Thôi Miên, bèn dẫn cô tới một nhà thôi miên chứ danh. Sau khi tiến hành thôi miên cho cô liên tục nhiều lần thì kết quả đã khiến cô ngây người sửng sốt. Té ra kiếp trước cô là muội muội của Thái Bình Thiên Vương Hồng Tú Toàn. Trong kiếp đó cô tên là Hồng Tuyên Kiều, làm nữ tướng thống lĩnh nữ binh. Trong cơn thôi miên, cô cũng nhìn thấy các thân nhân bằng hữu khác như Thiên Vương Hồng Tú Toàn, Càn Vương Hồng Nhân Can, Đông Vương Dương Tú Thanh, vân vân. Mới đầu cô đối với kết quả thôi miên cũng bán tín bán nghi. Vì muốn thấu triệt, cô buông bỏ viện thiết kế thời trang và tiệm bán đồ Nhật đang rất ăn khách của mình, để chuyên tâm học tập, nghiên cứu thôi miên và lấy được bằng thôi miên. Thông qua nhiều lần thôi miên, cô tiến một bước xa, thấu triệt tiền thế của mình và chắc chắn rằng đời trước mình chính là Hồng Tuyên Kiều. Trải qua một thời gian dài liên lạc, chúng tôi trở nên thân thiết. Vì muốn tôi biết rõ tiền thế của mình, cô gác lại bao việc bận rộn, bay từ Đài Loan qua Mỹ, ở tại Los Angeles 3 ngày, hỗ trợ tôi tiến hành cuộc thôi miên chuyên môn. Cô dùng kỹ thuật thôi miên siêu cấp của mình hướng dẫn tôi viễn du vào cõi tâm linh. Lúc đến Triều Hán, khi về Triều Đường và đến Thái Bình Thiên Quốc, rồi về thời Dân Quốc. Đối với những người liên quan tôi, cô còn cho tiến hành cuộc thôi miên giao thoa suốt 3 ngày viễn du vào cõi tâm linh, đã khiến thế giới quan của tôi thay đổi triệt để. Đầu tháng 7 năm nay, Đảng Xã hội Châu Âu sang phỏng vấn và mời chúng tôi đến Hương Cảng dự hội tọa đàm. Đoàn chúng tôi gồm đại diện các hội viên đồng bay đến Hương Cảng. Tiết nữ sĩ hay tin cũng đến Hương Cảng thôi miên cho chúng tôi, và đối với những người có liên quan cũng tổ chức tiến hành giao thoa thôi miên. Thông qua tôi và các giao thoa thôi miên của cô, chúng tôi đồng xác định tiền thế của cô là Hồng Tuyên Kiều, còn tôi là Càn Vương Hồng Nhân Can. Thời nay chúng tôi là anh em họ. Vào thời Tây Hán trước đó, hai người chúng tôi từng là phu thê. Tôi là vua Tiểu Quốc Tây Vực, còn cô là vương phi Xương Cát. Thông qua mấy lần thôi miên, tôi nhìn thấu sâu xa và hiểu có tiền thế, hậu thế thuộc quá khứ, vị lai của bản thân mình và người có tiền sự, gia đình và đại sự quốc gia. Phải nói là việc khiến tôi kinh ngạc đến ngẩn ngơ, sửng sốt. Mới đầu tôi không tiết lộ, vì hồi nhỏ ông ngoại tôi từng nói thiên cơ bất khả lậu, cho nên tôi đã thủ khẩu như bình suốt một thời gian dài. Thế nhưng những gì nhìn thấy và biết rõ trong các cuộc thôi miên đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Sự khai mở quan trọng nhất là tôi đã nhận ra thiên hạ vốn là một nhà, mọi người đều có quan hệ thâm tình liên quan nhau, thế nên phải thương yêu và không được tương tranh, tương đấu, tương hại, tương lừa như hiện tại. Nhưng khi tôi nói ra thuyết này, có mấy ai chịu tin? Xem khắp thế nhân, vì không rõ tiền thế mình, cũng không rõ luân hồi chuyển thế của người, nên đã hành xử giống như kẻ mù. Họ không ngần ngại hại người, mà cũng không biết làm vậy khác nào hại mình. Điều này khiến tôi rất nóng ruột, xót xa. Do vậy mà lắm lúc tôi muốn đem những chuyện mình thấy trong cơn thôi miên kể hết ra để cảnh tỉnh thế nhân. Nhưng tôi lại sợ nếu mình tiết lộ thiên cơ thì sẽ bị trừng tội và bị yểu mệnh. Tôi cũng sợ người sẽ mắng tôi điên hoặc cho tôi là kẻ dối gạt. Tôi cũng sợ nếu mình sơ hở tiết lộ mọi chuyện, có thể trong giây phút thiếu kiểm soát và vô tình làm hại hoặc hủy hoại hay làm ô danh lịch đại tiền thế của mình. Tóm lại tôi rất sợ
Vì vậy mà tôi thường bị giằng co, mâu thuẫn, giữ tiết lộ và im lặng. Nhưng gần đây tôi nghĩ mình nên nói ra một ít, bởi vì có những chuyện nói ra sẽ giúp cảnh tỉnh thế nhân, khiến mọi người lưu tâm, tích đức hành thiện, sống bác ái hòa bình, có tác dụng phi thường quan trọng. Nếu vì vậy mà bản thân mình phải bị trừng tội, thì đành chấp nhận thôi. Nặng lắm thì bất quá chỉ chết một lần, mà hễ chết sớm thì chuyển thế sớm. Vì đời người ai cũng một lần chết, đâu có ai thoát. Thế nên dẫu có bị đoản mạng cũng không đáng sợ. Chúa vì cứu thế, cam hy sinh, thân bị treo trên thập tự giá. Bồ Tát Địa Tạng Vương vì cứu chúng sinh, tình nguyện vào địa ngục. Vậy thì tôi cũng chẳng nên bo bo ích kỷ, cố giữ thân mình quá mức. Đương nhiên tôi nghĩ có một số chuyện liên quan đến người và chuyện vị lai, vì tất nhiên tôi ít bàn sẽ tốt hơn. Tôi không ngại chi, quan trọng là phải tránh mang phiền phức đến cho người. Mặc dù có một số chuyện tiền thế bản thân, trong lúc tôi được thôi miên, đã thu âm lại, và nếu người nghe dễ tính, không đòi bằng chứng chăng nữa, thì tôi cũng không muốn tiết lộ ra. Trong cuộc thôi miên của tôi, đã có mười mấy tiền thế, cũng giúp khai thị cho tôi rất nhiều. Thông qua đó, tôi hiểu thấu nguyên nhân, những vinh nhục trong các cuộc luân hồi sau này. Xin chia sẻ cùng bạn mấy điểm. 1. Thiên hạ một nhà. Như bản thân tôi, tự sinh chuyển thế qua bao đời, mỗi đời đều có con cháu, và mỗi đời tử tôn cũng đang chuyển thế. Dòng dõi hậu đại lưu truyền, sinh sôi đông nhiều, nối tiếp đến hiện tại, tính ra nhiều vô kể. Giữa các hậu đại còn có thông gia, thông hôn, tạo thành thân thích, bằng hữu hiện diện khắp thiên hạ. Vậy mới nói thiên hạ vốn một nhà. Thế nên ta không thể hại người, lừa người, mà phải dùng thiện lương đối đãi trợ giúp nhau. Bởi vì bạn không hề biết người bạn hại hôm nay có thể quá khứ đã từng là thân nhân hay hậu duệ của bạn, cũng có thể là phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, con cái bạn trong một tiền kiếp nào đó. Tôi nhận ra thiên hạ một nhà nên sống cần phải bác ái với thế nhân. Xin kể một tiền thế của tôi là tướng quân Lý Quản thời Tây Hán để làm bằng chứng. Lý Quản có rất nhiều con cháu nổi danh như con trai Lý Cảm, cháu Lý Lăng, hậu đại Lý Cảo, Lý Uyên, Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, Lý Bạch. Tính số con cháu sinh sôi đến hiện tại ít nhất cũng hơn mấy trăm vạn. Nếu tôi không cẩn thận gây thương hại những người này, há chẳng phải là tôi đang làm hại hậu duệ của chính mình hay sao? Còn nếu đem những hậu duệ chuyển thế của tôi mà tính thêm, thì con số sẽ rất nhiều, thật là tính không xuể. Nói không chừng, ngồi tại dưới tòa này cũng có hậu duệ một kiếp nào đó của tôi nữa. Chưa kể trong một chuỗi chuyển thế đó, đều có ông bà, cha mẹ, thê tử, con cái và lịch đại ông bà, cha mẹ, phụ mẫu, thê tử, con cái đã chuyển thế đến hiện tại. Có thể họ xa tận chân trời hoặc gần ngay trước mắt. Tôi trong lúc thôi miên đã nhìn ra ông bà, cha mẹ, thê tử, các đời trước của mình. Có người đến đời này tôi vẫn còn nhận ra, cũng có người do họ chẳng biết tôi, hay do bởi địa vị chênh lệch khác xa nhau quá, nên dẫu tôi có muốn nhận họ đi nữa thì rất sợ đem đến bất tiện cho họ, nên tôi chỉ đành giữ im lặng, thầm cầu phúc cho họ âm thầm mà thôi. 2. Nhân quả báo ứng. Trong lúc thôi miên, tôi nhìn thấy chuyện vận hành đúng theo nhân quả đến chấn động tâm tư. Xin nêu hai câu chuyện. 1. Mọi người đều biết Lý Quản vì chống hung nô xâm phạm đã chém giết gặt nhiều, công trạng rất lớn. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất của ông là không được phong hầu. Sau khi ông chết rồi thì chuyển sinh làm một vị quốc vương bên Tây Vực. Lúc hơn 30 tuổi, giặc hung nô qua xâm phạm và nguyên soái hung nô đã bị ông giết chết. Trong lúc truy kích, ông bị đại đội hung nô bao vây và cho xạ tiễn bốn bề, khiến chiến mã ông bị thương. Ông liền xuống ngựa, múa gươm gạt tiễn, cuối cùng sức lực cạn kiệt, bị trúng tên mà chết, bỏ lại vương phi xinh đẹp và đứa con trai mới 6 tuổi. Xin hãy xem, Lý Quản công lao đáng được phong hầu mà không phong,
thì qua đời sau, ông xin làm quốc vương, tiếp tục hưởng vị trí đáng được phong vương đó. Đây chính là bù đắp cho thiệt thòi tiền thế. Nhưng do Lý Quảng tạo ác nghiệp rất nặng, bắn giết quá nhiều hung nô, nên đời sau phải bị hung nô bao vây xạ tiễn tới chết, trả lại nợ tiền thế. Đây gọi là báo ứng nhân quả. Thí dụ tiếp theo là Tào Tiết và Khương Duy. Vào cuối đời Đông Hán, tôi từng xin làm hạng quan Tào Tiết, đó ngoại thích, bà con bên ngoại vua là đại tướng quân Đậu Hiến và thừa tướng Trần Phiên, có ý muốn tiêu diệt hạng quan Tào Tiết. Tào biết được, vội ra tay giết chết Đậu Hiến và Trần Phiên. Sau khi Tào Tiết chết rồi, thì xin làm Khương Duy là thống soái nước Thục. Khương Duy muốn quản chế hoàng quan Hoàng Hạo, nhưng nhiều lần bị Hoàng Hạo quấy phá. Kết quả, Khương nếm đủ mùi thống khổ, thất bại đến vong thân. Đây gọi là báo ứng. Bởi vì lúc làm hoàng quan, tôi đã giết đại tướng quân, nên khi tôi làm đại tướng quân thì bị hoàng quan giết lại, xem ra rất công bình. 3. Chớ giết người. Trong lúc thôi miên, tôi đã thấy và nhận ra tên Đao Phụ giết chết Hồng Nhân Can là tôi trong tiền kiếp. Qua đời này, y rất thân với tôi. Mặc dù về lý trí tôi rất muốn tha thứ cho y, nhưng theo bản năng tự phát, tận đáy lòng tôi đối với y lại vô cùng không ưa. Tôi cũng nhìn thấy người bị tôi giết chết trong đời trước, như Khương Duy chết rồi tái sinh làm tướng quân Triều Tấn. Tại chiến trường, ông dùng trường thương đâm chết vị nguyên soái của giặc. Vị tướng giặc này, trong lúc thôi miên, tôi chưa nhận ra, chỉ có cảm giác là hình như mình có quen biết y. Một lần nọ, tôi cùng một người bạn ngồi trò chuyện, đang lúc cao hứng, anh bạn đột nhiên trợn mắt nhìn tôi giải thích. Lúc đó tôi ngạc nhiên đến ngay người, vì nhận ra đây há chẳng phải là vị nguyên soái từng bị tôi giết chết vào Triều Tấn hay sao? Có khác chăng là ông tướng kia có hàm râu quai nón to rậm, còn anh bạn tôi hiện thời râu cạo sạch sẽ. Nhưng đôi mắt ấy của anh chính là tia nhìn của vị tướng địch thuở xưa. Từ đó về sau, mỗi lần nghĩ đến anh bạn này, trong lòng tôi rất buồn, tự cảm thấy mình quá có lỗi với anh ta. Qua đây tôi rút ra một điều, bất kể gặp sự tình gì đều không nên giết người, bởi chết rồi không phải là kết thúc, vì linh hồn vẫn tồn tại và tiếp tục chuyển thế. Tất nhiên kẻ bị hại sẽ tìm bạn tính sổ, điều này rất đáng sợ. Một đời này của tôi từ nhỏ đã nếm rất nhiều đau khổ. Tôi nghĩ đây là do trong đời trước tôi đã sát sinh quá nhiều nên luôn bị ác báo. Chẳng hạn như tôi xin làm Lý Quảng, Tào Tiết, Khương Duy, đại tướng quân Từ Đạt, khai quốc Minh Triều, thừa tướng Chương Cư Chánh nhà Minh, làm Càn Vương Hồng Nhân Can, làm Ngọc Soái Ngô Bộ Phù. Thời Dân Quốc, tôi đều đã giết rất nhiều người, vì vậy mà đời này phải thọ khổ liên miên. Phật giáo giảng có luân hồi, khuyên người quản kết thiện duyên là rất đúng. Cơ Đốc giáo tin linh hồn vĩnh sinh, khuyên người thương yêu nhau cũng rất đúng. Những tín ngưỡng khác cũng vậy, chỉ cần khuyên người hướng thiện đều là chính xác. Quá trình chuyển thế luân hồi bao đời của tôi đã chứng minh, nhục thể có thể thay đổi tới lui, nhưng hồn phách luôn vĩnh sinh trong bao cuộc luân hồi chuyển thế. Tôi rất muốn đem chuyện mình đã thấy, biết, chia sẻ, mong mọi người thu được lợi ích dứt ác hành thiện. Những chuyện thú vị tôi đã từng chứng kiến. Trong lúc thôi miên, tôi đã nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị, xin kể ra vài chuyện góp vui cho mọi người. Đương nhiên là để chúng ta cười chúc cho vui thôi, chứ chẳng nên chấp chặt vào đó các bạn nhé. Tôi thấy giữa Lý Bạch và Dương Quý Phi rất trong sáng, họ không có lên giường như vài vị biên sử đơm đặc. Có điều Dương Quý Phi là một nữ nhân cao lớn đầy đặn, dung mạo bà không kiều mị tuyệt trần giống như trong sự mô tả đâu nhé. So với cung nữ bình thường thì bà cao hơn họ cái đầu, nhìn giống như con hạc giữa bầy gà. Bà rất kính phục Lý Bạch, và giữa hai người tuyệt không hề có quan hệ tình dục như trong sách Tiêu Dệt ghi kể. Do Tiết Muội đã từng đọc qua sách này nên trong lúc thôi miên cho tôi, vừa nghe tôi xưng mình là Lý Bạch thì cô ấy muốn kiểm chứng ngay
những gì từng đọc qua nên đã chất vấn tôi. Anh có thấy Dương Quý Phi chăng? Thấy rất rõ. Bà ấy có thích anh không? Thích, bà ấy đối với tôi rất tôn kính. Thế anh có thích bà ấy chăng? Thích, nhưng không biểu lộ ra. Giữa hai người có quan hệ gì đặc biệt chăng? Không có. Mỗi lần bà đến gặp tôi đều dẫn theo cung nữ. Giữa tôi và bà rất trong sạch. Tôi còn nhìn thấy thê tử hiện đời của mình vào thời Thái Bình Thiên Quốc. Nàng cũng là vợ Hồng Nhân Cang, tiền thân tôi. Ngay lúc tôi lâm vào cảnh binh bại, nàng đã đập đầu vào tường tự sát. Con trai chúng tôi lúc đó chưa đầy tuổi cũng được cung nữ ẵm đi nhảy giếng tự tử. Trong lúc thôi miên, tôi nhìn thấy thảm cảnh vợ mình đập đầu vào tường chết. Khi đó thân tôi tuy đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền, nhưng tôi đã gào thét và khóc rất to, làm cho Tiết Muội cũng bị cảm động khóc theo, không thể hỏi tôi tiếp tục. Do tôi cứ khóc lớn không nín, khiến vợ tôi ngồi bên cạnh rất lo sợ. Nàng sợ tôi khóc to quá sẽ làm kinh động, khiến cảnh sát tìm tới. May mà Tiết Muội đã kịp tỉnh và tiếp tục truy hỏi, lái sang hướng khác. Nhờ vậy tôi mới ngừng khóc. Tỉnh dậy rồi, tôi và Tiết Muội giải thích lý do vì sao tôi khóc cho vợ tôi nghe. Nàng rất cảm động. Từ đó quan hệ giữa chúng tôi càng tốt hơn xưa. Lúc mới trải qua quá trình thôi miên, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Suốt một thời gian dài tôi bị ám ảnh đến không muốn làm gì. Có lúc tôi rất muốn đến các chỗ trải qua nhiều đời sinh tử của mình để thám thính. Cũng rất muốn biết các đời hậu duệ của mình, bao gồm cả thê tử, cha mẹ, huynh đệ. Tôi cũng rất muốn liên lạc họ, nhưng lại ngại. Trong thời gian dài bị mâu thuẫn giằng co, gần đây tôi đã ổn định lại. Vì tôi đã minh bạch, tiền thế là tiền thế, đời nay là đời nay, vậy thôi. Biết quá khứ là để rút kinh nghiệm và sống tốt hơn cho kiếp hiện tại, chứ không phải để ôm phiền không đau vì nó. Nếu như các sử học gia đối với các tiền kiếp của tôi cảm thấy hứng thú, thì tôi có thể phối hợp cùng họ mô tả tỉ mỉ các đời tôi đã nhìn thấy vương cung nơi tiểu quốc Tây Vực. Mái tròn, đỉnh bằng, có nhiều trụ cột rất độc đáo. Tôi chưa từng nhìn qua ngôi kiến trúc nào tuyệt mỹ như vậy. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều chi tiết tuyệt vời mà trong sử không ghi. Có rất nhiều điều cực kỳ giá trị. Tôi muốn đem tất cả viết ra thành sách, tiếc là không có thời gian. Thôi để sau vậy. Nếu như ai có hoài nghi tính trung thực của tôi kể, tôi tình nguyện tiếp nhận chính quyền kiểm nghiệm, đo lường, giám định mức độ hoa ngôn. Nếu như tôi nói dối, xin chấp nhận bị trừng phạt. Rất mong những gì tôi kể ra sẽ đem lại lợi ích cho bạn đọc. Lưu Nhân Toàn. Quán ngôn cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập. Cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân.
Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc, bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng, ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt, miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội, mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Pháp quan kỳ án. Một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Thuận Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra 3 con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu ròng ròng. Anh Sa hiếu kỳ, rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị 3 con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn dân quấn quanh cổ chơi đùa. Anh Sa sợ đến lông tóc dựng đứng, vội quay đầu chạy ra khỏi động, lập tức cùng với vợ chồng anh Vượng đi báo án. Cảnh sát được tin vội đến hiện trường, nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi. Điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì, tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô. Bao nhiêu nghi vấn nổi lên. Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức, còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú, là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngụ tại trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú, nhưng tâm bất chánh, tính tham tài háo sắc cực độ, là vị quan tham nhũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghỉ làm về hưu, ẩn cư tại trấn Thọ Lâm. Xin kể sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đài Bắc tên là Ngưu Đồng Đoan
do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại Pháp Đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính. Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chòng chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra oai quát nạt ông Đoan, hăm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chướng mới, ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện, hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói úp úp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng, còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội, ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền vừa kiều diễm, năm sau thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ nên đối với con thiếu sự chăm nom, vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị ngây ngô là hai đả kích rất nặng. Nhưng ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giở đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan, uất ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát. Biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm. Trong thời gian làm thẩm phán, ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dẫy đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thò Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động thì đột nhiên có 3 con chó xông đến, khí thế dữ dằn nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén, giương móng vuốt hung ác cào ngực xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã lôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. 3 con chó đào phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi, thì chúng chạy đi như làng chớp, biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm ruột của cha quấn quanh cổ chơi, bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy. Chức vị thẩm phán là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế dân
cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi, hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã, táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn, đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu, tôi kêu thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy, liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé. Còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo. Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này á, trong nhóm của tôi. Trong nhóm của tôi hết trơn á. Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích. Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm, hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Trời ơi! Quả thiệt tôi không tin được. Dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Dừng xe lại đi. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết. Đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi muốn xuống xe. Tài xế vừa dừng, thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu. Đồ thần kinh! Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Sư Ni Diệu Dung.
năm 2002 đi Trung Nguyên, tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh. Hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cả thảy có 38 vạn từ và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói: phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này. Như vậy thì máu đâu cho đủ, cô sẽ bị yếu sức đó. Cô sinh trong một gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều, tánh tình hiền thiện. Cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng, là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý. Sau khi tốt nghiệp hành nghề, được hưởng chế độ rất ưu đãi, lương bổng cực cao. Nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô. Dưới sự hướng dẫn kiên trì của người mẹ phi phàm, cô đến núi Thanh Nguyên, tỉnh Giang Tây, được Hòa Thượng Thể Quảng, Đạo Cao Đức Trọng xuống tóc cho. Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành. Cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh. Vì nữ nhân tài Phật giáo có nhiều hành quyền hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay, nhiều người nghe danh rất khâm phục, tán thán. Tôi và mấy vị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quý y Hòa Thượng Thể Quảng có dịp ngủ nơi đây hơn 10 ngày, đích thân chứng kiến cảnh sư ni Diệu Dung tu hành, khiến những người từng học Phật mười mấy năm, tuổi gần 60 như chúng tôi phải thầm xấu hổ, vì thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni Diệu Dung phát hiện chén của cư sĩ nọ ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói: đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn giùm. Ông chẳng nên bỏ đồ dư, lãng phí như vậy. Nói xong, liền ăn hết. Cư sĩ Diệu Lợi cảm động bảo: sư Diệu Dung thật hết biết, vì quý tiếc từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người, chúng tôi phải học tập gương cô đó. Sư Diệu Kiến ngồi chung bàn nói: chuyện này mà nhầm nhò gì, đồ người khác nhổ bỏ vì chê ăn không ngon, cổ thấy được là lượm sạch, ăn hết luôn. Cô giống hạnh nguyện ngày tiên quá ở Mỹ rồi. Phải biết, cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm như vậy để cảnh tỉnh người, vì không muốn vi phạm. Sư Diệu Dung mỉm cười nói: thức ăn chúng ta dùng đây, quả thực ngon, tốt hơn nhiều, so với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng. Có qua Tây Tạng hành đạo rồi, thì thức ăn nào cũng nuốt được hết. Có nếm khổ gì, thì cũng không thấy khổ nữa. Cô kể, lúc mình mới xuất gia làm sa di, nhận công tác phải gánh phân, do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng, dù có mang hài, cũng khó tránh giảm đạp lên phân. Nên lúc lên điện, để tỏ lòng cung kính, cô cởi hài bỏ bên ngoài, chỉ mang vớ vào điện. Nhưng vì hàng ngày, thời gian lên điện tương đối dài, lâu dần, chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng, đau đến đi đứng khó khăn. Nhưng sư Diệu Dung vẫn nói, đây là nghiệp chướng bản thân hiện tiền, nhưng mỗi ngày sư vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó, bệnh ngày càng nghiêm trọng, trong núi thiếu thuốc men thích hợp, nên cô phải về nhà mẹ. Bác sĩ chuẩn khám nói cô bị phong thấp nan y, dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim, gây nên chứng bại liệt. Cô nghe xong, không sợ hay hoảng kinh chi, chỉ là trong lòng bất an, vì thấy mình tuổi còn trẻ, chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh, mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo. Như vậy, thiệt là sống không bằng chết. Sau đó, cô khấn nguyện trước Bồ Tát: đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này, dùng máu huyết chép kinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng thành Phật đạo. Chép kinh xong, đệ tử có chết cũng không tiếc. Tôi dùng kim châm vào 10 ngón tay lấy máu, không đủ dùng,
nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay. Mẹ tôi chẳng nỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu, lảng tránh ra ngoài làm việc. Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang, mà bản thân tôi không hề hay biết, và hoàn toàn không nhìn thấy. Đây có thể là nhờ Phật lực gia hộ, khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ. Lúc tôi chép xong 4 quyển kinh máu, thì 2 chân hết phù thủng, khôi phục bình thường. Thật là Phật Bồ Tát xót thương gia hộ, khiến tôi có được mạng sống mới. Tôi cảm kích đến rơi lệ, không sao báo đáp cho cùng. Tôi chỉ biết âm thầm phát thệ, nguyện đem thân này cúng dường Phật Bồ Tát, hằng giữ 3 nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận vị lai, đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà sống, vì chúng sinh mà chết. Hôm sau, đi y viện kiểm tra, bác sĩ rất kinh ngạc. Ông tuyên bố, tôi hoàn toàn hồi phục. Khi mẹ thấy tôi hết bệnh, bà rất mừng, đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi. Bà nghiêm nghị bảo, Sư Diệu Dung, bệnh cô đã lành, hãy mau thu xếp về chùa. Cô là người xuất gia, ở mãi nơi nhà tôi không có tiện đâu. Đương nhiên, khi nghe những lời lạnh nhạt, chẳng có chút tình người như vậy, tôi thật khó tiếp thu. Phải gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra. Tôi giận dỗi nói, con đi liền đây. Thế là tôi tôm góp hành lý đơn giản, bước ra kêu xe. Khi xe sắp chạy, tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ. Quách cư sĩ, tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đó. Xe chạy rồi. Từ sinh ra đến giờ, tôi mới nhìn thấy 2 hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga, lên hỏa xa ngồi, trong lúc xe lao dung dút, tâm tôi dần bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi! Con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên về, sẽ tu hành bê trễ. Chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học Phật, là mẹ bảo vệ hạnh xuất gia cho con. Mẹ chứng kiến con xuống tóc làm ni mà chưa từng rơi giọt lệ nào, chỉ vì muốn con kiên định tâm đạo. Mẹ yên tâm nha mẹ. Như mũi tên một khi đã bắn ra, không bao giờ quay về. Con đã bước vào đường tu thì sẽ không quay trở lại. Con sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh cho đến ngày tà thế. Hiện nay, do nhiều chúng cư sĩ thỉnh cầu, Ni Diệu Dung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên, dự định sẽ thu nhận chư cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu, cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật, nghe kinh, pháp, tu hành. Đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ, lo hết tất cả từ ăn ở thuốc men cho đến vãng sinh. Các bác sĩ hộ lý cùng những phục vụ viên hoàn toàn là tình nguyện phụng hiến. Chư cư sĩ đến ở chỉ cần đóng phí thức ăn do gia đình quyến thuộc cung cấp, phần còn lại đạo tràng bao thầu hoàn toàn phi lợi nhuận. Do nhân viên bác sĩ hộ lý không cần đền đáp nên phí y liệu cũng rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của Ni Diệu Dung, vẫn cần tập thể đồng tu trợ giúp, góp tâm góp sức, hoàn thành tốt việc này. Ni Diệu Dung đã mời Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi đến thường trụ ở đây, hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành. Nếu như có thể kiến thiết nhanh, đúng như dự tính, thì sư phụ và tôi, cùng các huynh đệ, rất sẵn lòng giúp Ni Diệu Dung cùng mọi người tụ hội ở đây dụng công tu tập thành đạo Bồ Đề. Bài văn dưới đây tôi viết theo danh xưng ngôi thứ nhất để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật, nhằm giới thiệu truyền thực về sư Diệu Dung từ sinh ra đến xuất gia
giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị ni ưu tú trong Phật giáo và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ. Tác giả Quả Khanh xin giải thích riêng. Sư Diệu Dung là câu chuyện có thật hoàn toàn. Sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi, rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành. Do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh, nghĩa là tên và địa danh đều đổi, không ghi thật. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư. Mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức của sư, bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi viết câu chuyện này vì muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu. Tôi muốn chấn chỉnh lại những quan niệm sai lầm, hiểu trật về người xuất gia. Không những tôi hy vọng Ni Diệu Dung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới, mà còn hy vọng ngày càng có nhiều Phật tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp hoằng pháp Phật giáo, cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội, dùng đức trị đức, dùng lực tu để báo ân. Bởi vì trong nước ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia, bao gồm cả tôi, 10 năm về trước, luôn ngộ nhận, cho rằng những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổn phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình, thất chí, tâm bị tổn thương, vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí, khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàn nên phải đi xuất gia để kiếm cái ăn, cái mặc, vân vân. Những hạng người này không dính dáng gì với sư Diệu Dung. Trong Phật môn có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp. Còn những vị có chí xuất trần cao tột, nguyện đem thân tâm phụng hiến, hoằng pháp lợi sinh như sư Diệu Dung thì có rất nhiều, và tôi thường gặp luôn. Các phần tử trí thức cũng không thiếu. Tôi thường gặp họ tại các chùa Thiên Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Các tu sĩ này, mỗi mỗi đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục. Chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng báo ứng hiện đời, nên không thể giới thiệu về các vị ấy. Cho nên, mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết. Mẹ của sư Diệu Dung rất giỏi thi thơ hội họa, là bậc nữ lưu kiên cường, đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia. Hòa thượng Thế Quang là cao đồ ngài Hư Vân, từng tán thán bà là thánh mẫu. Tôi cho rằng lời này tuyệt không phải là nói đùa, mà giống như ấn chứng. Xin nói rõ, bài văn này là hành vi riêng của cá nhân Quả Khanh, không liên can đến sư Diệu Dung. Nếu có điều gì khiến cho quý vị phải trách, thì đó là lỗi của tôi, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau đây là bài viết Phải Thấy Ưu Điểm Của Người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đài Sơn. Trong đó, có một bà hơn 50 tuổi, đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp, kể lể nỗi khổ tâm của mình. Bạch Sư Phụ, con quy y Phật 4 năm rồi, cứ rằm mùng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiền tri thức, mới hiểu ra, nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sinh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này, mới biết ăn tam tịnh nhục, chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh, nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật, nên ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba ba tư sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà, phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con cũng có tới xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn
là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào viện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng, người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen, biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép, bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật ăn chay, cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng. Thế nhưng, cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng, muốn mau thành. Làm như vậy sẽ bị phản tác dụng, khiến các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm, chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình dưới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bất xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc, tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyển tốt, âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà, mà nương tựa. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi. Chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này. Thường nói ba điều tốt. Một, phải thường nói con cái tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. 2. Phải thường nói, sinh hoạt tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. 3. Phải thường nói, thân quyến bạn bè tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. 3 điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. Bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần, đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ỷ thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tại gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, thì không ngừng gật gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến. Gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sắc xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp,
Hòa thượng Diệu Pháp thật là Diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi.